Theo Bộ Y tế, đến ngày 21 tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ 70 đợt vaccine với tổng số hơn 97,14 triệu liều. Trong đó, 10,2 triệu liều vaccine mới phân bổ từ ngày 14 tháng 10. Đã có hơn 30,3 triệu người tiêm một liều vaccine và hơn 20,4 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là 70,5% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là 28,3% dân số từ 18 tuổi trở lên. Các tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% là Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Trong đó, 5 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là Long An 88,2%, Thành phố Hồ Chí Minh 77,1%, Quảng Ninh 67,2%, Hà Nội 54,1% và Bình Dương 58,9%. Theo thông tin trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến sáng 25 tháng 10, cả nước đã tiêm được 74,35 triệu liều, tăng gần 1,1 triệu liều so với ngày trước đó. Các ngày trước đó, trung bình mỗi ngày đạt 1,4 đến 1,6 triệu mũi tiêm trên cả nước. Theo yêu cầu của Bộ Y tế, trung bình mỗi ngày cần đạt 2 triệu liều. Đại diện cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cho biết, Bộ này đã có kế hoạch phân bổ vaccine trên toàn quốc, trong đó có các tỉnh Tây Nam Bộ. Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine cho trẻ, ngày 24 tháng 10, lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết đã có văn bản hướng dẫn chung gửi Sở Y tế các tỉnh thành và các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur. Vaccine sử dụng cho trẻ là loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vaccine được sử dụng 2 liều cơ bản cho mỗi đối tượng và tiêm cùng loại vaccine. Các Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur sẽ hướng dẫn cụ thể việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi cho các tỉnh thành phố theo địa bàn phân công phụ trách. Thông tin thêm về hướng dẫn triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ tại phía Bắc, Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng miền Bắc thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đơn vị đã hoàn thành hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho các cháu trong lứa tuổi từ 12 đến 17. Hiện loại sử dụng tiêm cho nhóm này là vaccine COVID-19 Pfizer. Dự kiến trong tuần tới sẽ hướng dẫn cho các tỉnh thành phía Bắc. Việc tiêm cho các cháu được triển khai khi có vaccine về. Liên quan đến vaccine Pfizer, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông báo COVAX đã chuyển giao cho Việt Nam thêm 2.633.670 liều vaccine Pfizer-BioNTech do Mỹ trao tặng nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó COVID-19. Theo đó, 1.317.420 liều đã tới Hà Nội vào ngày 24 tháng 10 và 1.316.250 liều đã tới Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 10. Đây là lần thứ 6 Mỹ trao tặng Việt Nam vaccine thông qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine COVID-19 Mỹ tặng Việt Nam tới nay lên 12,1 triệu liều. Mỹ đã cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 30,2 triệu đô la nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.